Chào các bạn, ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn món cánh gà chiên. Mình sẽ sử dụng cái lò chiên không dầu, mình chiên cánh gà và mình sẽ dùng cái sốt teriyaki cho cái món cánh gà rất là ngon và hấp dẫn này. Để làm món cánh gà chiên sốt teriyaki thì trước tiên mình cần có cái sốt teriyaki mà mình tự làm ở nhà. Cái phần công thức thì mình có ghi ở trong cái khung mô tả. Trong cái tô này thì mình sẽ cho vào đây là 1/3 cup nước sốt teriyaki mình mới làm. Và 1/4 cup hot sauce. Một phần tám cup mayonnaise. Và 1/8 cup mực ong. Và bây giờ thì mình chỉ việc là quậy đều cho cái hỗn hợp này được hòa tan với nhau. Nếu mình chỉ sử dụng cái sốt teriyaki không á, thì nó không hấp dẫn bằng thì mình thêm một chút hot sauce rồi mình thêm mayonnaise và mật ong. Nước sốt này sẽ làm cho cái cánh gà của mình sau khi chiên sẽ vô cùng hấp dẫn và ăn không bị ngán. Phần nước sốt như vậy là đã xong rồi thì mình sẽ chuẩn bị cái nguyên liệu là cánh gà. Ở đây thì mình có là 1 kg mốt cánh gà, mình đã rửa sạch với nước muối, rửa lại nước với nước lạnh, sau đó thì mình sẽ để thiệt là ráo. Bây giờ thì mình sẽ cho số cánh gà này vào một cái thau. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái loại muối như thế này, mình rắc lên cánh gà, mình rắc ít thôi, mình không rắc quá nhiều. Số lượng muối mà mình rắc lên đây thì khoảng chừng là nửa muỗng cà phê muối thôi. Nếu các bạn không có loại muối như thế này thì mình sẽ có thể sử dụng muối và tiêu, loại muối tiêu bình thường mình hay xài ở nhà cũng được. Mình sẽ đảo đều cho cánh gà được thấm gia vị muối, nhưng mà mình cũng không cần ướp cái số cánh gà này để lâu gì hết trơn. Bây giờ mình sẽ cho vào cái khay lò chiên không dầu. Sau khi mà mình đã xếp số cánh gà vào trong cái lòng của lò chiên không dầu thì mình sẽ đem nấu trong cái lò chiên không dầu lần 1 là 187 độ C trong vòng 15 phút. Và đây là kết quả. Sau lần 1 mình nấu trong cái lò chiên không dầu 15 phút thì cánh gà của mình hiện giờ thì chưa có chín hẳn. Thì mình sẽ lấy số cánh gà này cho vào một cái thau và mình sẽ bắt đầu cho cái nước sốt vào. Mình sẽ không cho hết cái số nước sốt này vào phở cánh gà, mình chỉ cho một ít để đủ thấm cái bên ngoài cánh gà thôi.
và mình sẽ trộn đều lên cho những cái cánh gà thấm đều cái phần nước sốt này. Và bây giờ thì mình sẽ cho số cánh gà này trở lại lò chiên không dầu. Và sau đó thì mình sẽ bấm cái lò chiên không dầu ở nhiệt độ 187 độ C trong vòng 8 phút để nấu lần hai số cánh gà này. Và các bạn cũng lưu ý rằng mỗi hiệu của cái lò chiên không dầu sẽ khác về cái nhiệt độ và thời gian. Cho nên nếu mà các bạn quen với cái lò chiên không dầu ở nhà của mình với nhiệt độ nào thì các bạn có thể điều chỉnh lại cho phù hợp. Và đây là kết quả cánh gà của mình sau khi mình nấu lần hai trong lò chiên không dầu. Lúc này thì cánh gà đã chín hẳn và có tí xíu cháy cạnh bên ngoài. Mình sẽ cho vào cái rổ và có lót giấy giống như mình đi ăn ngoài nhà hàng á. Sau đó thì mình sẽ rưới cái nước sốt lên. Mình để một hồi thì cái nước sốt sẽ thấm đều vô cánh gà, ăn sẽ rất là ngon. Nên mình cũng không có lo là mình cho quá nhiều nước sốt. Sau cái phần nước sốt thì mình sẽ rắc lên trên mặt một ít hành lá. Thì cái phần cánh gà của mình sẽ trông hấp dẫn và bắt mắt hơn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món cánh gà chiên sốt teriyaki và mình sử dụng lò chiên không dầu để hoàn thành cái món ăn này. Mặc dù là mình sử dụng một lượng rất nhỏ dầu ăn trong cái phần nước sốt teriyaki, nhưng mà món cánh gà chiên của mình sau khi hoàn thành nhìn rất là hấp dẫn. Và khi ăn thì những chiếc cánh gà rất là thấm đều gia vị, đậm đà và thơm ngon nữa. Hy vọng rằng sau khi xem video của mình thì các bạn hãy cùng vào bếp để làm thử món cánh gà chiên này cho cả gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Và đặc biệt là các bạn nên thử làm cái nước sốt teriyaki của mình. Bởi vì mình sử dụng cái nước sốt này hàng ngày và mình làm được rất là nhiều món từ nước sốt này. Và bây giờ thì mình xin dừng video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mến chúc các bạn nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Bye!